Bức ảnh Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh trưng được nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải với dòng trạng thái. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu tiên được công bố trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ra mắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2024 của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Một đời thanh bạch, chẳng vàng son theo tìm hiểu của chúng tôi, bức ảnh này được chú thích. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh trưng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân kỷ Hợi 2019, nguồn ảnh Văn phòng Tổng bí thư. Bức ảnh được minh họa cho bài viết của Tổng bí thư trong cuốn sách với tựa đề Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khắc họa rõ tư duy tư tưởng, đường lối quan điểm ấy của Tổng Bí thư. Cuốn sách là tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, nói chuyện của người đứng đầu Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Trong cuốn sách, tất cả những chủ trương đường lối cùng kết quả lãnh đạo của Đảng về phát triển văn hóa đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một cách sâu sắc. Nhìn lại những chuyển động tại các bộ ngành địa phương thời gian qua, đặc biệt là sau hội nghị văn hóa toàn quốc 2021, có thể khẳng định đã có những chuyển biến toàn diện, đặc biệt là trong nhận thức của cấp ủy các cấp về xây dựng và phát triển văn hóa, những chủ trương của Đảng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hội nghị ban chấp hành trung ương, hội nghị công tác tư tưởng văn hóa toàn quốc, hội nghị tuyên giáo toàn quốc, vân vân. Với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng rất phong phú và sinh động, ông đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phân tích vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ toàn diện giá trị văn hóa. Phần thứ hai, phát triển toàn diện đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như là quá trình xây dựng phát triển của các cơ quan văn hóa với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa đồng chí tổng bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật giáo dục đào tạo khoa học công nghệ báo chí xuất bản v v Phần thứ ba, từ luận điểm văn hóa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu học tập và triển khai cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Đậu Hồng Quân, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất đặc điểm, đặc trưng của văn hóa từng loại hình văn hóa văn học nghệ thuật. Trải qua nhiều thời kỳ trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức nước nhà. Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1967 và vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Ông cũng từng tham gia thường trực bộ chính trị khóa 8, giữ chức chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, giữ chức tổng bí thư các khóa 11, 12, 13. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, bí thư quân ủy trung ương, ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, Mặc dù đã được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đồng ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng từ trần hồi 13 giờ 38 ngày 19 tháng 7 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và xa quyến được tin tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng từ trần tổng thống mỹ joe biden gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân việt nam và gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng về mất mát to lớn này thông điệp của tổng thống joe biden có đoạn viết tổng bí thư nguyễn phú trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân việt nam và mỹ nhờ sự lãnh đạo của tổng bí thư hai nước chúng ta đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay Chuyến thăm lịch sử năm 2015 của Ngài Tổng Bí thư tới Nhà Trắng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương của chúng ta. Nhờ tầm nhìn của Ngài Tổng Bí thư trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội, Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta người dân việt nam và mỹ cũng như người dân trên khắp khu vực ấn độ dương thái bình dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn đó là nhờ công lao của ngài tổng bí thư đất nước mỹ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ đánh giá cao cam kết của ngài trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí thư và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Ngài. Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã gửi các điện thư chia buồn. Điện thư chưa buồn được gửi đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Nội dung các bức điện thư viết được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt. Chúng tôi vô cùng thương tiếc gửi đến Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là một vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã công hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và nhà nước Việt Nam, có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới đồng chí nguyễn phú trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của đảng cộng sản trung quốc và nhân dân trung quốc đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng hai nước trung việt kết nên tình hữu nghị sâu sắc với đảng cộng sản trung quốc và những người lãnh đạo trung quốc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình nâng quan hệ Trung Việt lên cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng tiến lên phía trước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, kế thừa sinh nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết phấn đấu giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội trung quốc và việt nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa núi sông liền một giải là cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược trung quốc luôn coi việt nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại láng giềng sẵn sàng cùng phía việt nam không ngừng củng cố tin cậy chính trị tăng cường đoàn kết và hợp tác thúc đẩy sự nghiệp xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực mang lại hạnh phúc cho nhân dân cả hai nước góp phần vào hòa bình phát triển của khu vực và thế giới đồng chí nguyễn phú trọng sống mãi với chúng ta